Thưa đại chúng, mình tu á, hay là mình làm bất cứ việc gì trong cuộc đời này, nếu chúng ta không siêng năng, cố gắng, thì cái việc làm đó nó khó mà nó đi đến cái kết quả tốt được. Cho nên Đức Phật thường nhắc nhở, sự lười biếng sẽ đưa đến chỗ đọa lạc, sự siêng năng sẽ đưa đến cái chỗ cao thượng. Một học sinh mà siêng học thì học sinh đó có nhiều điểm tốt. Một người mà có công việc làm mà không siêng năng cố gắng làm công việc đó, thì việc đó có làm đi nữa thì nó cũng làm cho vui thôi mà nó không kết quả. Một, bây giờ đừng có nói chi chỉ cần một cái việc nhỏ như là nấu ăn, mà nếu mà mình nấu dở mà mình không chịu nấu thì chừng nào mình mới giỏi. Cho nên nấu dở phải nấu hoài, nấu đến khi nào nấu ngon. Một người mới vào chùa tập tu, tụng kinh chưa biết tụng, thỉnh chuông mõ chưa biết, mà cứ ngủ dùi cả ngày thì làm gì mà biết được cái chuyện đó. Cho nên mạnh dạn dám lên thỉnh mõ cho đại chúng tụng kinh. Tụng dở, thỉnh mới đầu dở lắm, tiếng được tiếng mất, tiếng lớn tiếng nhỏ, tiếng chậm tiếng nhanh, nhưng mà nhờ siêng năng cho nên lâu ngày mới thuần thục. Kinh mình đọc một lần sao mình thuộc được, phải tụng thường xuyên mới thuộc. Đó. Có mấy cái bài kinh ngày chủ nhật đây nè, tụng mấy chục năm rồi mà chắc gì ai thuộc trọn bài. Đóng sách lại, ai tụng tới đâu tu theo tới đó thì ok. Mà biểu mình tu ra tụng và tu lộn tùng phèo lên đó. Cho nên quý vị thấy không, cho nên có những cái mình làm mà tâm mình chưa chú vào đó, công việc nó cũng chưa chắc là nó đã hoàn hảo. Cho nên sự chú tâm làm việc rất cần. Tụng kinh phải tụng bằng cả tấm lòng của mình thì lời kinh nó mới thấm vào trong tâm mình và mình mới có thể nhớ được. Nghe pháp, mình nghe mà tâm mình không chú thì nghe xong hết tiếng đồng hồ mà không biết ông đóng nói gì hết, thì mình chỉ ngồi thôi mà mình đâu nghe. Còn mình nghe bằng tất cả trái tim của mình thì lời pháp đó mình thu nhặt được ít nhiều. Cho nên sự siêng năng tinh tấn của mỗi người rất cần. Quý vị nhiều khi thấy Pháp Hòa đi vắng, vắng ngày chủ nhật, nhưng mà không có nghĩa Hòa nghỉ ngơi nha, vẫn làm việc. Không làm việc ở đây thì làm việc chỗ khác. Khóa tu ở trên Tây Thiên từ hôm đầu tuần tới giờ cho các em nhỏ rồi cho tới người lớn. Mặc dù đi xa về, Pháp Hòa rất mệt, bệnh và công việc dồn dập, nhưng Pháp Hòa vẫn tranh thủ lên Tây Thiên để giảng cho các em trong những ngày tu học. Ngày hôm qua nguyên một ngày làm lễ ở đây, trở về Tây Thiên là ho và đau cổ rất nhiều, nhưng Pháp Hòa vẫn không bỏ cái buổi giảng tối hôm qua. Mặc dù nói xong thì cái cổ họng rất mệt. Ở đây mình không phải là mình nói cái sự, mình khoe cái sự nhọc của mình, nhưng mà Pháp Hòa muốn thưa là cái sự cố gắng. Mình làm việc gì mình phải cố gắng, mình chú tâm, đừng có nản lòng, đừng lùi bước, thì cái việc đó mới thành tựu. Một người bệnh mà không chịu khó uống thuốc, không nhẫn nại với cơn bệnh, thì bệnh không hết mà thêm lớn ra, bởi vì sự bực nhọc của mình nó làm ảnh hưởng đến cơn bệnh của mình. Cho nên bệnh là phải chịu khó uống thuốc, và uống thuốc thì phải chịu lâu ngày, chứ không có thuốc nào uống trước mới uống vô mà hết bệnh, trừ thuốc tiên. Mà trên đời này thuốc tiên cũng có, cho nên khỏi chờ. Có một Phật tử gửi về cho Pháp Hòa mấy câu hỏi. Hôm nay Pháp Hòa trích ra
để làm cái đề tài sinh hoạt với đại chúng. Con có đọc được bài kệ, xin thầy vui lòng giảng dạy cho con hiểu về câu kệ sau đây: tịch diệt chẳng ưa thích, mà sự sống cũng không. Chẳng hy cầu tham luyến, chẳng trái ý nghịch lòng. Còn duyên thì còn ở, hết duyên thời thì đi. Không vô tướng vô tác, tùy hữu vi vô vi. Đó là cái bài kệ Phật tử gửi về, mà không có nói cái bài kệ này lấy từ đâu hết. Làm Pháp Hòa phải mò muốn chết luôn mới tìm ra. Thưa đại chúng, đây là bài kệ của Ngài Xá Lợi Phất. Và nguyên do nào một vị được nói cái bài kệ này? Thì có một người hỏi, một vị đại đức: bậc vô sanh, nghĩa là người đã niết bàn, thì còn đau khổ chút nào nữa không? Tức là khi một con người mà chứng được đến cái chỗ vô sanh, tức là không còn sanh tử, không còn bị khổ đau vì sanh tử, thì người này còn khổ gì không? Thì vị đại đức nói: một chút ít thọ khổ ấy cũng không có. Không có. Tại vì sao? Tại vì người này đã không còn bị cái khổ nó chi phối. Chứ không phải không khổ nha. Có một ví dụ: chúng ta sống trong cái quốc gia, mình nói là sống ở Minh Tinh, Canada đi. Người nào không đi làm thì không có sự sống. Sáng sớm là phải thức dậy, 4-5 giờ là phải thức dậy. Đi làm một ngày 8 tiếng, không đủ phải làm overtime. Nếu mình con đông chi phí lớn. Mà đi làm ra rồi á, trừ thuế, thành thử cái check lương cũng còn bao nhiêu. Rồi phải tính là chi bảo hiểm nhà, bảo hiểm xe, đủ thứ chi. Thì nói chung là cuộc sống là phải vậy. Mà nếu người nào không đi làm thì làm gì mà có đủ chi phí? Đi làm mà có khổ không? Đâu có khổ. Tại vì cuộc đời này không có ai mà không đi làm mà có ăn hết. Phải đi làm mới có sống. Thì cái chuyện đó rất là bình thường. Đối với người đã hiểu được cái đạo lý đó rồi, đi làm không có khổ. Và thậm chí bây giờ á, kinh tế xuống, mình mất việc làm, ăn thất nghiệp cũng không có gì khổ hết á. So ra với những xứ khác, thất nghiệp là thất nghiệp thôi, chứ không có chuyện ăn tiền thất nghiệp. Mà mình thất nghiệp mà được ăn tiền thất nghiệp thì có gì nữa mà rên. Rồi cái người mà ta ở một cái quốc gia mà không có cái chế độ là ăn tiền thất nghiệp thì ta rên với ai? Thành thử ra cái người mà người ta có niết bàn là người ta biết nhìn từng cái hoàn cảnh, như vậy cũng không đến nỗi, thì tự nhiên ta ăn. Cho nên cái chữ niết bàn trong nhà Phật nghĩa là khi nào mà chúng ta có khả năng nhìn tất cả mọi hoàn cảnh để tự làm mình an ổn hơn, thì mình có khả năng tu chứng niết bàn. Thì hỏi cái người mà được niết bàn rồi còn khổ, nó không, một chút cũng không có. Vậy thì trong đời này các ngài chứng ngộ lý vô sanh rồi, có còn thọ khổ chút ít không? Thì vị này, vị đại đức đáp: thọ khổ nơi thân thì còn, mà thọ khổ trong tâm thì không. Câu hỏi là nếu cái người mà ta ngộ được cái lý đó rồi, ta còn khổ không? Thì đây, giống như mình đây nè. Ví dụ một người nào đã hiểu rõ được đạo lý rồi, cuộc đời này có sanh, có già, có bệnh, có chết, chuyện bình thường. Mà nếu mà mình chấp nhận nó thì mình an ổn, mình không chấp nhận thì mình đau khổ. Thí dụ như mình nói tôi á nha, ở đây mấy chục năm mà chưa mùa đông rồi bệnh cảm đó, tự nhiên sao năm nay bị à? Không có tự nhiên đâu. Mấy chục năm nghĩa là 40 năm trước. Lúc đó mình còn trẻ, còn khỏe, nó khác. Bây giờ không phải tự nhiên nó bệnh nữa, mà mình đã đến lúc tất cả những bộ phận trong cơ thể mình chỗ nào nó cũng giảm hết rồi. Thì cái chuyện mà nó xâm nhập bệnh tật là chuyện bình thường, chứ không có tự nhiên. Tự nhiên là tại mình nói. Như tôi, cái người đó tự nhiên chết à, làm gì có tự nhiên. Trúng gió mới chết chứ.
sao mới chết chứ, đứng tim mới chết chứ đâu có tự nhiên chết được. Tại mình nói tự nhiên là tại mình thấy người ta có triệu chứng gì thì mình nói thôi. Nhưng mà khi đi khám nghiệm là có vấn đề mới chết. Cho nên á, cái người mà người ta chứng được á, chứng đây là gì? Là người ta thâm nhập được, người ta thấu đạt được cái đạo lý ta không khổ. Cái đạo lý là gì? Hễ mình chấp nhận có chồng, có vợ là mình phải bị ràng buộc khổ đau nha. May mắn thì được ông chồng dễ thương, bà vợ dễ thương. Còn không may mắn mà trúng số thì gặp dễ kia. Cái chuyện đó bình thường. Mà hễ có gia đình là mình phải có những cái rắc rối mình phải đối diện trong mỗi ngày. Rồi có con, khổ lụy theo con. Con nó ngoan nó nghe lời, con nó không nghe lời, con nó lo học, con không lo học. Ôi cha, đủ thứ hết. Người mà hiểu được rồi á, một khi mình đã lăn xả vào cuộc đời này bằng cách thức nào rồi thì mình phải chấp nhận những cái mà mình phải đối diện với nó. Ví dụ như giờ quý thầy chấp nhận đi tu. Đi tu là quý vị thấy khỏe không? Trời ơi, mấy thầy mấy cô đi tu là khỏe nhất. Khỏe nhất không? Vô đây tuần đi rồi biết khỏe nhất hay khỏe nhì. Đi tu nó cũng có cái để đối diện của người đi tu, mà thậm chí công việc của người tu nó còn gấp bao nhiêu lần của người đời. Bây giờ quý vị đi làm về, quý vị hết 8 tiếng rồi quý vị ngủ. Quý vị có quyền không bắt phone, đóng cửa, ai bấm chuông cũng mở. Nhưng mà ở trong chùa đâu có được. Người ta phone mình phải bắt, người ta tới bấm chuông mình phải mở. Thậm chí người ta có nhu cầu bất cứ một cái gì trong cái vấn đề tín ngưỡng tâm linh, đó là cái việc của mình, mình phải tìm cách mình đáp ứng thôi. Cho nên trong cuộc sống này, đã là người sống trong đời này thì không ai không có những vấn đề để đối diện. Cái quan trọng là chúng ta có đủ tuệ giác, sức mạnh, ý chí để chúng ta giải quyết từng vấn đề hay không. Cho nên vị này mới trả lời: thân thì có bệnh mà tâm thì không. Tại sao? Tại sao thế? Thân còn thọ khổ vì thân còn già, bệnh và sự biến hoại đổi khác do các định luật tự nhiên chi phối, như định luật học sinh, định luật khí hậu, thời tiết, nắng mưa. Tâm không còn thọ khổ nữa là do tâm ấy đã dập tắt tất cả mọi nguyên nhân tạo tác đau khổ, ấy là vô minh và ái dục. Con người chúng ta có hai thứ để khổ, để làm cho mình khổ. Một là vô minh, hai là ái dục. Vô minh là gì? Là không hiểu biết. Ái dục là gì? Là sự dính mắc, sự chấp trước vào cái đó. Pháp Hòa ví dụ, cái ly này Pháp Hòa rất là thích. Thì cái vị mà đem ly nước cho Pháp Hòa không cẩn thận làm bể cái ly này, Pháp Hòa nổi giận. Vì sao phiền não nổi giận? Là vì vô minh. Vô minh là không hiểu biết, là không thấy rằng vật chất là vô thường. Cái ly này có ngày nó cũng bể. Nếu nó không bể là nó mẻ. Nếu nó không mẻ là nó gãy cái quai. Có nhiều khi nó không gãy gì, gãy quai mới tức chết. Mình mới nói thà là bể đi, tôi khỏi thấy nó, tôi khỏi xài. Còn giờ bể có cái quai à, bỏ thì tiếc mà giữ thì bực bội. Người không hiểu biết cuộc đời này cái gì nó cũng có thể thay đổi là vô minh. Rồi bây giờ người khác, cái người làm bể mua cái ly khác lên. Tôi không thích cái ly nào ngoài cái ly kia, tại vì cái ly đó tôi rất là thích, tôi uống nó vừa tầm tay, nó nhỉ gì đó. Đó là ái. Ái là gì? Là sự thương yêu mà có dính mắc. Mà chữ dục là gì? Mà dục là muốn. Cho nên con người sở dĩ mỗi ngày chúng ta khổ đau chỉ có hai vấn đề thôi: vô minh và ái dục. Khi mình không hiểu, ví dụ như nếu mà ông chồng ông nóng tánh, rồi mình nóng tánh theo, rồi mình gây gỗ để mà gia đình đi tới cái chỗ là nghĩa là sùm lên,
Tại sao? Tại vì vô minh. Vô minh là một trong hai người không thấy là thôi bả nóng thì mình nguội, bả nguội thì mình nóng. Một trong hai người phải, nếu mà một người, hai người căng cái sợi dây thì dây nó đứt, chẳng ai xài được sợi nào. Còn bây giờ nếu người kia muốn giành sợi dây thì thôi mình thả đi cho họ hưởng, khi nào họ xong họ trả. Có nhiều khi có một cái tivi mà gây lộn, tại vì người muốn coi hockey mà người muốn coi phim Hàn Quốc. Rồi nhiều khi một buổi chiều mà cứ gây là chỉ gì có hai cái chuyện. Cho nên trong cuộc sống của chúng ta, tâm con người không còn thọ khổ là vì tâm đã dập tắt mọi nguyên nhân của tạo tác. Thí dụ bây giờ mình đi tu cũng vậy. Mình đi tu mà mình chưa có đủ cái tỉnh thức, mình sống trong một cái môi trường tu mà mình vẫn chưa hiểu được, mình vẫn khổ đau, đó là vô minh. Tại sao? Tại vì mình phải hiểu rằng tu là gì. Tu là sự thay đổi, sự chuyển hóa. Mà bây giờ muốn chuyển hóa thì phải có cái gì giúp cho mình chuyển hóa đây? Sự khó khăn. Chứ nếu mà mình sống trong môi trường quá thuận lợi thì có cái gì để chuyển hóa? Cho nên nếu mình tu mà mình ở trong một cái môi trường mà rất nhiều khó khăn, mà tâm mình vẫn bình an, mình có thể tùy thuận mọi hoàn cảnh được, đó là mình bắt đầu sống với tuệ giác, hàng thuận với chúng sanh mà tâm không hề lay động. Còn nếu không vô minh là ái dục là gì? Tôi là như vậy, tôi là như thế kia, mà tôi lại bị như vậy, thì mình đã chính mắc vào cái vị trí, cái địa vị, cái danh vị của mình. Nếu mình vô minh là mình không hiểu là cái thân này có sanh là phải có già, có bệnh và có chết. Đó là chuyện rất bình thường. Cho nên cái người mà người ta không còn vô minh là người ta chấp nhận mọi sự chuyển biến trong cuộc đời này, mọi sự thay đổi, bởi vì cái gì cũng có thể xảy ra. Cái gì cũng có thể xảy ra. Mà nếu chúng ta dính mắc vô nó mà chúng ta không chấp nhận thì chúng ta khổ triền miên, không bao giờ hết khổ. Chỉ vì vô minh và ái dục. Vô minh là khi chúng ta không còn đủ sáng suốt để nhận định từng vấn đề trong cuộc sống, và chúng ta cứ dính chặt vào đó. Ví dụ như bây giờ Pháp Hòa đang làm trụ trì, là bắt đầu mình dính vô cái chức của mình. Cái bữa nào mình hết duyên mình xuống, mình không còn làm trụ trì nữa, cái mình khổ, trời ơi, tại sao các vị không bầu cho tôi nữa. Khổ đau đó là mình bị ái rồi đó. Ái vào cái chức đó mà vô minh là không thấy. Hồi xưa chưa là trụ trì sống thoải mái, mà đã là trụ trì rồi thì cũng bình thường. Cho nên giờ trở lại bình thường cũng không có gì bất thường. Đó là một cái ví dụ thôi. Còn tất cả mọi thứ trong cuộc sống này chúng ta phải nhìn như vậy. Ví dụ bây giờ cái người đó hồi xưa họ thương mình, bây giờ họ nói với mình họ không còn thương mình nữa. Mà mình vô minh là mình không có thấy rõ, rồi bây giờ người ta không thương nữa thì nói gì? Mà mình cứ dính vào cái tình cảm của ngày xưa, hồi thời mới quen biết đó, là mình sẽ khổ. Còn mình nhẹ lòng. Cho nên Ngài Xá Lợi Phất nói câu này nè. Cái vị đại đức này mới lặp lại cái lời nói của Ngài Xá Lợi Phất, cái bài kệ của Ngài Xá Lợi Phất. Tịch diệt chẳng ưa thích, mà sự sống chẳng mong cầu. Là nghĩa là sao? Nghĩa là cái tâm của mình đã bình an rồi á, sự hạnh phúc mình cũng không cầu, mà khổ đau mình cũng chẳng sợ. Hay nói một cách khác là khi cái người hiểu rõ cuộc sống này có sanh già bệnh chết, không vì thấy nó có sự sanh già bệnh chết mà mình đi hủy hoại mình, không mong cầu sự chết mà cũng chẳng có mong cầu sống lâu, đủ sống đủ rồi chết cũng được. Cũng giống như mình ăn nè, tôi không cần quá no mà tôi cũng không muốn quá đói. Chỉ hễ đói là khó ăn no là tôi vui. Dễ được đó. Nhưng thí dụ như bây giờ con người mình đói là mình cần ăn. Nhưng mà cái khổ của chúng ta ngay cái chỗ là ăn ngon kìa, chứ còn ăn dở không thích. Đó, cái chỗ đó đó. Cái chỗ vô minh và ái dục là cái chỗ ăn mà phải ăn ngon kìa. Chứ còn cái chuyện đơn giản là đói ăn thì nó quá đơn, quá hạnh phúc thôi.
Đó, cho cái chỗ cái người mà vô cầu hay là có cái chỗ vô sanh là cái chỗ đó đó. Cái người đạt được niết bàn, không còn khổ đau của sanh tử. Vô sanh là gì? Đói thì ăn, mệt thì ngủ. Nhưng mà con người mệt không có ngủ đâu. Ngủ phải có nhạc. Ngủ phải nằm ở đâu? Ngủ không có tiếng ồn, ngủ không được làm ánh sáng. Tôi ngủ đừng có ai mở đèn, tôi ngủ đừng có ai động đậy, tôi ngủ đừng có ai làm ồn. Đó, cái phụ tùng nó đi theo nó mới khổ. Chứ còn buồn ngủ là đi ngủ là mình khỏe ru à. Đói thì ăn là mình khỏe ru à. Chứ ví dụ như thế, tôi cần một đôi giày mùa đông. Có đôi giày mùa đông mang là được không? Không, hiệu gì vậy? Cho nên cái khổ của mình là cái hiệu đó. Cho nên cái vô minh, cái ái dục của mình là cái chỗ cái hiệu đó. Mà chẳng ai thấy mình mang đôi giày xong dở lưng chân lên coi coi chị hiểu, coi giày hiểu gì, trời ơi chị sang quá, chị mang giày hiệu này, chẳng ai làm điều đó. Nhưng mà phải thích mang đồ hiệu. Mà thưa đại chúng, cái hiệu nó gắn ở đâu? Nó dán nhỏ nhỏ không góc cái chân thôi. Chiếc giày bự không quan trọng, cái chân còn khỏe không quan trọng, mà quan trọng cái miếng hiệu nhỏ xíu dán ở cái góc giày. Đau bụng ăn không tiêu, ăn sình bụng, ăn bị tiêu chảy, mấy cái đó mới lo. Không lo, lo cái sợi dây nịch nịch cái bụng có hiệu gì. Ai dở cái bụng mà ra coi hiệu gì đâu. Miễn có cái gì, hồi xưa ông bà mình đâu có dây nịch, ta mặc cái quần rút rút dây. Mà tới hồi mà tới giờ mà vô ngồi thiền là phải nhớ sổ dây đó ra, chứ không thôi nó nịch cái bụng thở không được. Cho nên khi mà ngồi thiền hồi xưa, các vị mà mặc cái quần lá nem mà rút dây đó, vô thiền đường mà ngồi thiền là phải tháo dây ra lỏng một chút, tới hồi đứng dậy quên cái mệt. Thế mà đại chúng cứ thấy là nhiều khi mình quên cái lớn, mình cứ chú trọng những cái nhỏ nhỏ mà nó được mệnh danh là hàng hiệu đó. Một cái cà vạt, một cái áo, một cái gì đó. Thí dụ như Pháp Hòa đâu có biết áo cá sấu là áo gì. Bữa nọ không biết ai cho cái áo cá sấu, mình cũng mặc bình thường vậy thôi, mặc ở trong vậy, cái có một cô: cha thầy sang thầy mặc áo cá sấu nha. Trời ơi, mình dần dần vậy không thấy, thấy con cá sấu nhỏ xíu. Thưa đại chúng, là nhiều khi trong cuộc sống của chúng ta là chúng ta cứ quên. Thấy không? Nhiều khi một con người đó, họ làm quá nhiều cái điều tốt mà chúng ta chẳng hề quan tâm. Chỉ cần một lời nói của họ mít lòng mình giận họ cả đời. Một câu nói rất nhỏ so với một việc làm tốt của một con người đó, chúng ta không thấy và không nhớ. Và Đức Phật gọi cái trường hợp đó là vô minh và ái dục. Cái vô minh là vì chúng ta không thấy được những cái gì mà người khác làm, những cái to tát hơn, cái nhỏ nhỏ mà chúng ta cứ để ý. Thường thường giận nhau là từ những cái nhỏ nhặt đó, chứ ít ai để những cái lớn đâu. Hờn mát là vậy đó. Chị coi bữa đó đi xuống đi lên cầu thang vậy, tôi nói nó cái nó đến thình, nó quay đi chỗ khác, mà nhiều khi người ta không nghe. Giống như bữa nay có một bác Phật tử là bác quên đeo cái máy nghe. Pháp Hòa gặp bác và hỏi: bác khỏe không? Bà điên nước. Bà điên nước, nhưng mà Pháp Hòa nghe bà nói. Pháp Hòa nói: thầy đi theo tôi. Pháp Hòa nghe bà nói là thầy đi theo tôi. Nhưng mà Pháp Hòa chào bà không nghe. Nhưng mà mình nghe bà nói cho nên mình đi theo bà. Mình đi theo bà, cái bà lục cái vỏ nguyên một buổi trời luôn. Quý vị cuối cùng biết đem ra gì không? Ba cục kẹo nhét vô lỗ tai, nhét vô cái tai: thầy ăn kẹo này đi, ngon lắm. Nhưng mà nếu mình giận á, cái bà này tưởng đâu làm gì, mất thời giờ của tôi, có gì có ba cục kẹo. Nhưng mà mình nhận ba cục kẹo mà tâm mình rất vui, là vì mình nhận được cái tình thương của một người lớn tuổi đối với mình. Cho nên đại chúng, là một cái người mà đạt tới niết bàn là thấu đáo được cái lẽ thật của sự sống rồi á, cuộc đời có lên có xuống, có thăng có trầm, có đến có đi, người ta thoải mái tự tại vô cùng. Và đây là cái lời hỏi của vị kia: giác ngộ rồi, giải thoát ở nơi thân, thế sao các ngài không niết bàn đi? Ủa, nếu các ngài đã hiểu cuộc đời có sống có chết, tại sao các ngài không chết khuất cho rồi đi sống làm chi?
Thì đây là lời trả lời của một vị thầy: Tâu đại vương, các ngài chưa niết bàn vì các ngài chẳng tham cầu sự sống mà cũng chẳng bất bình. Mình không tham sống mà cũng chẳng chán sống. Sống thì sống mà tới chết thì chết, chứ không có gì không vì sự vô thường của cuộc đời mà tự kết liễu đời mình. Không có, không có vậy. Không vì tham cầu sự sống mà cũng chẳng bất bình, chán ghét sự sống. Các bậc A-la-hán ấy, họ sống an nhiên, tự tại giữa cuộc đời. Còn duyên thì đến, hết duyên thì đi. Trái cây kia chưa đúng thời, chưa chín thì họ chẳng mong chín mau. Một trái cây nó chín trên cây, mà nếu mình ép nó chín thì chưa phải là gọi là trái chín cây, phải không? Mà nó đậu trên cây mà nó chưa đủ thời nó chín thì cũng không thể gọi là chín. Mà miễn cưỡng đem xuống ăn thì chát, sống ăn không được. Mà đem nó xuống mà vú nó, ép nó cho nó chín thì trái cây đó không phải là chín cây. Mà chín ép thì thường thường nó không ngọt và không ngon như là trái chín tự nhiên. Cuộc đời này cũng vậy. Chúng ta cứ sống bình an, sống mỗi ngày cho thật bình an. Khi nào chết thì chết, không vì như vậy mà kết liễu cho chết mau, cũng không vì vậy mà buông trôi cuộc đời này. Người sống như vậy là người sống với niết bàn. Cho ngày xưa có các vị hiểu lầm Phật đó. Khi mà sau nghe một bài giảng Phật nói đó, thân này là giả tạm gì đó, rủ nhau đi tự giận hết. Tại vì Phật nói đời này giả tạm, thân này giả tạm, thì Phật mới vỡ. Phật nói không nên như thế, không nên như vậy. Biết thân này là giả, nhưng mà nhiều khi đồ giả mà phải mượn đó, mượn đó. Bởi vì không có cái giả này thì làm sao nhận được cái chánh. Cho nên cái thân này nếu chúng ta biết dùng là cái thân này sử dụng được nhiều việc lắm. Thì đó là cái lời, cái câu của Ngài Xá Lợi Phất: tịch diệt chẳng ưa thích, mà sự sống cũng chẳng mong cầu. Chẳng trái ý nghịch lòng, không có gì mà trái ý mà nghịch lòng tôi cả. Cuộc đời này tôi thấy mọi việc nó bình thường vậy. Thí dụ như bữa nay người ta ghét mình, ta tới ta chửi mình cũng là bình thường, tại vì người ta đã bất bình với mình. Và bữa nào mà người ta vui, người ta chào hỏi mình, người ta niềm nở với mình, cái thôi người ta sao mình cứ nhận vậy. Không ghét cũng không thương. Nói vậy có nghĩa là cái người mình vô cảm nha, nhưng mà có nghĩa là tâm mình bình an. Hôm nào người ta tốt, ta vui thì thôi nhận. Hôm nào người ta không ấy, mình cũng bình thường. Đừng có giận họ. Tại vì cuộc sống con người nó có bất bình như vậy, cho nên là mới thay đổi như vậy. Mà mình buồn giận theo như vậy là mình cũng bất thường theo rồi, chứ mình không bình thường rồi. Cho nên giữ tâm bình thường. Thời chẳng trái nghịch lòng, còn duyên thì còn ở. Còn duyên mình còn ở nè, như cái ly này. Đấy, nó ngồi trên cái ly này, nó ngồi đây là đủ duyên phải không? Bây giờ lỡ mà nó rớt một cái, nhưng mà cái duyên ở dưới này là cái gỗ không bể được. Chứ nếu mà cái duyên này là một cái miếng xi măng, một miếng gạch, thì cái nắp này rớt xuống là nó bể liền nè. Như vậy thì còn duyên thì còn ở, hết duyên thì nó đi. Đấy, mình đây là còn duyên thì còn ở. Hồi xưa người ta nói còn duyên kẻ đến người đưa, hết duyên đi sớm về trưa một mình. Người ta thấu được vậy cho nên bình thường. Lúc mình làm một ông tướng thì người ta phải đưa đón chứ. Còn nếu mình hết tướng rồi, mình còn mất tướng rồi thì bình thường thôi. Quý vị thấy lâu lâu người ta đăng những nghệ sĩ, những điện ảnh, diễn viên về già ở những nhà dưỡng lão, ở những bệnh viện không ai thăm nuôi, mà rồi người ta kết luận cô này đã một thời tung hoành ở trên màn bạc điện ảnh vân vân. Cho nên cuộc đời đó là vậy. Cái người mà người ta thấu được rồi, ta dứt khổ đau. Tại sao khổ? Khổ là vô minh. Nó vậy mà khổ gì? Và người ta không có dính mắc gì hết, trừ được cái tham ái. Tịch còn duyên thì còn ở, hết duyên thì đi. Không tướng, không vô tướng vô tác. Đây là ba cái pháp tu. Một vị mà thấu đáo rồi là người ta không còn tạo tác một cái gì nữa hết. Không khởi tâm,
Ví dụ như trưa nay mình không có nói trời ơi ước gì lát nữa nghe giảng xong xuống có một tô mì Hoành Thánh ăn. Đây là tạo tác nha, tạo tác tư tưởng Hoành Thánh nha, mì nha. Xuống dưới trời ơi không phải hả, cơm đậu hũ hả. Còn bình thường cứ ngồi nghe giảng thoải mái, một lát xuống đói bụng có dĩa cơm ăn, có gì ăn nấy, đó là gì? Không tạo tác. Mà không tạo tác khỏe hơn không? Thì mình ta cho mình ăn gì mình ăn nấy, miễn có ăn thôi chứ. Còn giờ mà ngồi suy diễn hoặc là cái mùi thơm ở dưới sông lên, cái này tôi nghi chắc lát ăn bún chả giò. Xuống không phải bún chả giò, thất vọng quá chừng. Cho nên nhiều khi người ta nói chuyện phone với mình, trời cái giọng này trầm ấm quá, chắc phải là người đẹp trai. Tới hồi chịu hẹn rồi, thấy người đó hỏi thăm, quay đi về luôn không dám gặp. Quý vị nhớ câu chuyện Trương Chi Mỹ Nương vậy đó. Cô Mỹ Nương nghe cái anh chàng đó thổi sáo, tưởng là một người đẹp, tương tư tiếng sáo, tương tư cái mẫu người đó. Cho đến một ngày cô Mỹ Nương được gặp anh chàng Trương Chi, ảnh đội cái nón lụp xụp, ngươi hãy dở nón ra cho ta xem. Ảnh vừa dở nón ra một cái rồi cổ té cái rầm cổ xỉu. Tức là bây giờ nó vỡ mộng rồi. Khi mà cổ vỡ mộng rồi, cổ hết còn dính mắt anh chàng này. Bây giờ tới phiên anh chàng này dướng mắt. Trước kia anh chàng Trương Chi chỉ là người thổi sáo trên bến đò, ảnh không khổ đau gì một hình bóng nào hết. Một khi ảnh thấy cô Mỹ Nương rồi, bắt đầu tới phiên ảnh fall in love, bắt đầu thương cô này. Quý vị thấy không? Cho nên nếu mà mình bình thường không có gì hết, khỏe ru à. Mà bây giờ ai đang yêu là để ý biết. Hồi trước mình chưa có ai để yêu, tâm mình rỗng rang không? Chùa gọi lúc nào mình cũng ứng được hết. Tới hồi mình có một người để mình hẹn hò rồi, mới hẹn với thầy xong 5 phút sau người kia hẹn lại mà không đi, giận. Cho nên mình biết thầy sẽ không bao giờ giận, cho nên thầy ơi con bận rồi. Nhưng mà người kia mà nói vậy là bị giận rồi nha. Cho nên không dám nói. Chẳng cháy nghịch lòng, còn duyên thì còn ở, thôi thì không vô tướng vô tác. Nếu mình không có một cái tướng nào để mình dính hết thì mình có khổ đâu. Cô Mỹ Nương vì có một tướng nào đó cho nên cô Mỹ Nương tương tư. Rồi một ngày nọ anh chàng Trương Chi xuất hiện thì cái tướng mà cô tưởng tượng đó chết giấc. Bây giờ cái tướng mà xấu xí của anh chàng Trương Chi làm cho cô này khổ, cho nên tướng nào cũng chết hết. Tướng đẹp cũng chết, mà tướng xấu cũng chết. Đấy, hồi xưa làn da mình mịn màng á, thôi mình hạnh phúc lắm. Tới hồi 50 sao mà cười cái nó nhăn cái hết dám cười. Bây giờ cười tao thấy mà không dám cười, tao nói thủa sao lúc này hết cười. Cười thì sợ người ta nói mình nhăn, mà không cười tao nói mình xấu, muốn cái nào. Cho nên đừng có tạo tướng, tướng nào cũng khổ hết. Tướng đẹp cũng khổ mà tướng xấu cũng khổ, không vô tướng vô tác. Mình tạo tác tướng nào cũng khổ luôn. Người mà sống được gì vậy? Tùy hữu vi vô vi. Hữu vi là gì? Có mặt, cái có tướng. Vô vi là không có tướng, như hư không. Còn hữu tướng này, đây hữu vi nè. Có người làm ra, có người tạo ra, có người có ý kiến là cái nắp phải như thế này thế nọ. Đấy, cái tướng này là tướng hữu vi. Có cái hình tướng, có cái idea của người tạo cái khắp này. Cái này là hữu vi. Còn cái vô vi là nó không có hình tướng. Mà cái gì mà vô vi thì cái đó mới bền lâu. Còn cái gì hữu vi là cái đó có hình tướng, là có hoại diệt. Thôi thì qua cái câu hỏi của một Phật tử này, Pháp Hòa chỉ muốn giải thích. Rồi bây giờ gom lại cái bài này, ý muốn nói gì? Muốn nói với chúng ta rằng chúng ta là người học Phật. Học Phật nghĩa là học sự giác ngộ. Người có giác ngộ là thấy thấu đáo mọi lẽ thật trên cuộc đời này. Cái gì có tướng, cái đó phải hoại diệt, cái đó phải ghi nhớ trong lòng. Cái gì có tướng là cái đó phải hoại diệt. Hiểu được như vậy, cho nên tâm mình bình lặng,
mọi cái tướng có tướng không. Bởi vì nó có thì có ngày nó phải không. Cho nên tình là tình nhiều khi không mà có, tình là tình nhiều lúc có như không. Chớ sờ cái có mà chớ mó cái không. Tháng ngày thông dông cùng không với có. Người sống được với cái lẽ thật đó, còn thì hưởng, mất thì thôi. Cũng giống như mình định ăn bánh mì với mứt, thí dụ vậy đi, mở ra rồi mứt hết, ôi đâu có sao, ăn nước tương không có gì khổ hết, đừng phiền hà gì hết. Trời ơi trời, tôi để ngủ mứt ở đây, ai ăn của tôi rồi, chi cho nó cực dễ. Mà lỡ cái người ăn ta nghe vậy ta ngại vô cùng. Cho nó đừng nói vậy. À con thì ăn hết thôi, ăn món khác cũng ngon như thường. Sống được như vậy là người sống với vô tướng vô tác. Mà vô tác là gì? Không tạo tác gì nữa hết. Có gì hưởng này, có gì ăn này, sao cũng được. Đó là người chứng được vô sanh niết bàn. Xin cảm ơn đại chúng. À, chúc đại chúng chiều nay và ngày mai, Tây Thiên còn một ngày tu học, tức là chiều nay cho đến trưa ngày mai. À, vị nào muốn ra ngoài đó để tham dự nửa ngày của Chủ Nhật và nửa ngày của thứ Hai thì xin mời ra ngoài đó để hưởng được cái không khí. Ở ngoài đó nắng ấm lắm, không có tuyết, không có tuyết gì trơn á. Cây cối xanh tươi, trái cây mọc đầy. Ví dụ như thỉnh thoảng quý vị đi về Việt Nam á, quý vị đi vào những cái vườn chùa đó, quý vị đi ngang những cái chiếc ghế bằng đá ta để trong chùa, hay là những cái bạ tảng đá ta ghi ta làm cảnh trong chùa, toàn là kinh Pháp Cú phần lớn. Ví dụ như người ta sẽ ghi một câu: hận thù diệt hận thù, đời này không thể có. Từ bi diệt hận thù là định luật thiên thu. Có thể người ta khắc trong một cái tảng đá, ta để trong vườn chùa, để cho những người vãng lai đi ngang cái vườn chùa đó đọc được câu kinh đó, tự nhắc nhở mình: hận thù diệt hận thù, đời này không thể có. Từ bi diệt hận thù là định luật thiên thu. Thuộc câu kinh đó vui không? Giải thoát không? Giải thoát. Như vậy thì đó có phải là bước chân đi tới an lạc giải thoát, gọi là pháp cú. Cú nghĩa là câu, nhưng mà cú cũng có nghĩa là bước chân, là bàn chân. Mình tu là mình mỗi ngày mình muốn bước tới chỗ an lạc giải thoát. Vừa rồi á, cái tâm nguyện Pháp Hòa là muốn in cái quyển này bằng tiếng Anh, tiếng Việt để làm quà. Tự nhiên ở bên Mỹ biết được cái tâm là sao, in gửi qua cho. Thành thử ra Pháp Hòa rất là vui, và hy vọng trong những ngày Chủ Nhật khi Pháp Hòa sinh hoạt với quý vị, Pháp Hòa sẽ đem những câu kinh này ra đọc và giải thích, rồi kể những câu chuyện. Tại vì mỗi một câu trong này đều có cái tích hết, lý do nào Phật nói câu đó. Trong kinh này gồm có 26 phẩm, 423 câu. Bây giờ thưa đại chúng, quý vị không cần thuộc hết 423 câu đâu. Nếu quý vị thuộc phân nửa thôi, quý vị là pháp sư rồi đó. Quý vị là pháp sư, quý vị có thể giảng kinh cho chính mình rồi đó. Mình chưa dám nói mình giảng cho ai phải không, nhưng mình giảng cho chính mình. Tại vì mỗi một câu đó là một cái bước chân giúp cho mình an lạc. Ví dụ như trong này có một câu nè: chiến thắng vạn quân nơi bãi chiến trường không gọi là chiến công oanh liệt, tự chiến thắng mình mới gọi là chiến công oanh liệt nhất. Mình đánh người ta mình thắng, mà thiệt sự ra cái đó chưa thật thắng. Mình phải thắng được cái cơn giận của mình kia mới gọi là đại chiến thắng. Tại vì con người mà giận lên rồi thì có thể nói, có thể làm những điều sai quấy, thậm chí tổn thương người mình thương.
Thành thử ra ai mà nói thương mình á thì cũng nhận, nhưng mà chuẩn bị tâm lý nghe, có ngày sẽ bị tổn thương. Rồi những ngày bị thương, cho nên chữ thương nằm đó, đó. Rồi mình muốn đặt chữ gì ở trước mình đặt. Tổn thương, bị thương, rồi để sao cũng được. Thương là thương hại, vân vân. Cho nên quý vị chút xíu nữa, nếu thích thì mỗi gia đình thỉnh một nguyện, làm cái rồi về nhà đó thì giờ rảnh đó khoanh những cái câu nào hay lại. Rồi khi nào mà mình khổ quá đó mình bói kiều. Quý vị có biết bói kiều không? Hồi xưa người ta có cái chương trình bói kiều là cầm cái quyển chuyện kiều vậy nè. Tại vì cuộc đời của cô kiều đó, nó khổ đau giống mình vậy đó, ba chìm bảy nổi vậy đó. Cho nên người ta hay bói kiều bằng cách là người ta khấn, khấn cầu thi thánh Nguyễn Du, cầu đạo cô Tam Hợp, cầu Thúy Tiên giáng kiều. Con muốn xin một quẻ, cái là dở ra coi coi cái cuộc đời mình lúc này nó tương đồng với câu nào trong cái quẻ kiều, cuộc đời của cô kiều. Thì bây giờ chúng ta khoanh này lại, để khi nào mình khổ quá cái mình nói, cho con xin câu đúng với cái hoàn cảnh của con, mở ra. Chọc chơi vậy thôi mà tại vì mình khoanh sẵn hết rồi, biết nó nằm đâu rồi. Khi nào giận lật chỗ giận đó. Khi nào mình đang khởi cái tâm gì đó, lật ngay cái chỗ đó. Để nó làm gì? Nó làm cái câu, nó làm cái phương thuốc, nó làm một giọt nước, nó tưới vào trong cái tâm thức khô khan của mình. Trong này có 26 phẩm, 423 câu. Và cái quyển Kinh Pháp Cú này á, nội cái bản dịch của nước Việt Nam mình á, bây giờ mà đi gom lại Pháp Hòa nghĩ có hơn cả chục bản dịch. Có vị dịch bằng văn xuôi, có vị dịch theo kệ, có vị dịch theo lục bát, có vị dịch theo thất ngôn. Nhiều cách dịch lắm, bởi vì nó quá hay. Và chẳng những vậy mà bây giờ mà mình đi gom những cái bản chú giải, những cái bản mà chú thích rồi hướng dẫn kể chuyện quá nhiều. Kinh Pháp Cú nổi tiếng lắm. Cho nên là Phật tử Việt Nam phải biết Kinh Pháp Cú. Để người ta hỏi mình biết chứ, ta hỏi chị. Nhất là Phật tử Nam Tông ta gặp mình, hoặc là nhiều khi mình nói câu này ra, ta nói, ồ, anh cũng biết Kinh Pháp Cú ha. Vì sao? Vì mình là đệ tử chân truyền, đệ tử chân truyền của Phật. Mà những cái câu nói của Phật suốt hơn 2000 năm nay bây giờ gom lại, mà các tổ đã dày công làm lại cho mình thành một quyển. Thật sự bây giờ mình tu sướng hơn dữ lắm. Tu sướng dữ lắm mà không chịu tu. Muốn tụng kinh gì cũng có in sẵn, muốn tụng kinh gì cũng có dịch rồi, muốn cái gì cũng có, chỉ có tu mà không làm thôi. Ăn chay bây giờ cũng quá trời dễ luôn, khỏi cần phải nấu luôn. Thức ăn chay đầy dãy hết mà không chịu ăn. Đến nỗi bây giờ người Tây Phương họ biết, họ thương mình đó, AW, đồ chay quá trời. Sếp quê cũng có đồ chay nè, Costco bây giờ cũng có chay nè. Rồi sợ mình ăn chay, mình muốn ăn lúc nào cũng có. Bây giờ đi chạy ngang cái tiệm AW coi, Beyond Breakfast 24 Hours, thức ăn sáng cho người ăn chay suốt ngày. Không chỉ cần chỉ không phải chỉ bán buổi sáng không. Không phải quảng cáo cho AW nghe. Nhưng mà Pháp Hòa nói như vậy để cho đại chúng không ngại chuyện ăn chay. Bây giờ mình ăn chay. Hồi tối hôm qua con anh nó lên thăm. Anh đạo chúa. À mới nói bây giờ con thích ăn chay. Pháp Hòa mới nói anh đừng có đặt chuyện ăn chay là tu hành gì hết á. Anh chỉ nghĩ ăn chay là gì? Ăn chay là mình ví dụ, Pháp Hòa ví dụ với anh vậy nè. Giữa một ly nước lạnh và một điếu thuốc lá, cái nào nó độc? Thuốc lá nó độc, nước lọc nó trong phổi. Thì mình là người thông minh chọn ly nước lọc,
Ăn chay cũng thế thôi. Chọn một món ăn hiền lành để giúp cho cơ thể mình được nhẹ nhàng. Đừng nói chuyện tu hành gì hết. Cái chuyện mình nó ăn chay để dưỡng từ bi hay là gì gì đó, chuyện đó của người tu. Còn giờ người bình thường nè, người bình thường mình nói đi, mình ăn chay, cái ăn chay một ăn chay là đổi cách ăn chứ không có gì hết á. Đừng có quan niệm ăn chay là phải hành thân ép sát, phải ăn rau ăn tương mới kêu ăn chay. Không, ăn chay là đổi món ăn. Thì tại sao anh khôn quá vậy? Anh ăn mặn, anh ăn quá trời luôn, tôi chỉ ăn chay thôi mà anh cũng bắt tôi ăn rau luộc nữa. Tôi có quyền ăn rau luộc mà tôi cũng có quyền ăn những món ngon bổ dưỡng, không có sao hết. Có gì đâu mà và người ta rất là hạn hẹp, người ta rất là đặt để cho người ăn chay. Hễ ăn chay rồi nghe người ta kêu cái gì cái nói ăn chay mà còn tầm bậy, nghĩ đi. Anh ăn chay thì có nghĩa là anh đổi thức ăn thôi. Thì Pháp Hòa ví dụ vậy đó. Giữa một chai một ly nước juice và một chai rượu, thì rượu nó có làm cho mình say, làm cho mình bệnh, còn nước táo làm cho mình khỏe. Thì mình đi lựa cái gì khỏe mình ăn thôi, làm cái gì khỏe mình uống thôi. Sách vở cũng vậy, có những cái sách làm cho mình đọc xong rồi thêm hận thù, thêm ghét bỏ, còn có những quyển sách làm cho mình mở mang kiến thức, làm cho mình tâm thức nhẹ nhàng, cũng là đọc một quyển sách. Nhưng chúng ta biết lựa những quyển sách nào có tính cách giáo dục chúng ta đọc. Cũng là cái chương trình TV, cũng là một câu phim, nhưng mà phim nào coi lành mạnh, còn phim nào coi mà nó quá nhiều những cái sự hận thù chúng ta nên giảm đi. Tại vì coi nhiều thì chúng ta hấp thụ những cái chủng tử đó, những cái lời nói đó. Cho nên đó, người ta ở ngoài đời người ta hay nói á, hãy đọc cái gì nó ảnh hưởng cái đó. Thí dụ như mình đọc luật á, thì mình biết luật phải không? Còn mình đọc về những cái sách binh trận thì bắt đầu là có chiến tranh. Mà đọc kinh Phật á, thì gì? Luật lệ và những chiến tranh không còn. Đọc Phật thư chiến hình vô cụ. Đọc cái gì trong tâm mình nó có cái đó. Nhưng mà đọc kinh Phật thì những cái xấu nó không có. Vì vậy cho nên Pháp Hòa nghĩ rằng quý vị có quyển này. Và cái phẩm đầu tiên, cái phẩm đầu tiên gọi là phẩm song yếu. Song là gì? Đôi với nhau. Thí dụ như hai đứa nó sanh cùng lúc kêu là song sinh. Hai cái ngôn ngữ đối chiếu với nhau gọi là song ngữ. Thì trong này có một phẩm gọi là song yếu, nghĩa là hai câu này nó tương đồng, nó đi song với nhau. Bây giờ Pháp Hòa đọc một câu đầu, rồi chúng ta học một câu đầu của ngày hôm nay. Ở đây mình không phải là nhà nghiên cứu kinh điển, rồi nói lịch sử, rồi ai dịch, rồi này cái gì, mấy cái đó Pháp Hòa lược hết, để cho đại chúng đừng có nhức đầu. Giờ làm sao quý vị thuộc được mấy câu kinh này là Pháp Hòa mừng rồi. Ai mà lên thuộc được 20 câu ăn mừng, thuộc 40 câu ăn mừng. Đây là cái phẩm đầu tiên ha, phẩm song yếu. Thường thường phẩm song yếu này là hai câu nó đi đôi với nhau. Pháp Hòa sẽ đọc một cặp này để rồi đại chúng có khái niệm cái gì gọi là song yếu. Ý dẫn đầu các pháp, ý làm chủ ý tạo. Nếu với ý ô nhiễm nói lên hay hành động, khổ não bước theo sau như xe chân vật kéo. Tức là ý nói chúng ta, ý cái tâm ý của mình là làm chủ. Nếu mình nói năng hành động bằng cái tâm an vui lành mạnh thì cái hạnh phúc nó đi theo mình giống như cái xe mà nó kéo vật vậy đó. Đó là câu nói về tốt. Nhưng mà ngược lại nè, ý dẫn đầu các pháp, ý làm chủ ý tạo. Nếu với ý thanh tịnh nói lên hay hành động, an lạc bước theo sau như bóng không rời hình. Thấy không? Hồi nãy là nếu mình nói hay hành động với tâm tư ô nhiễm thì khổ nó đi theo mình, cũng giống như chiếc xe mà nó kéo vật. Còn nếu chúng ta thanh tịnh ý bằng lời nói, bằng hành động thì an lạc sẽ đi theo mình như bóng không rời hình. Hai câu đi vậy gọi là song yếu. Và thưa đại chúng á, cái phẩm này á, hai cái câu này á, nó bắt đầu mà có thể nói rằng nó là cội nguồn của con người,
hay là nói là nó là cái gốc tu của đạo Phật. Bởi vì chính yếu đạo Phật là tu tâm. Cái chủ yếu của đạo Phật là tu để luyện tâm, làm sao cho cái tâm mình nó thuần sạch, không để cho cái tâm mình nhiễm ô. Thường thường người Việt Nam mình hay nói á, nó gần ai nó nhiễm đó. Nhưng mà thường thường mình thấy người khác nhiễm mà mình không thấy mình nhiễm. Có phải không? Mình thấy người ta dở mình không thấy mình dở. Mình thấy người ta sai mà không hề mình thấy mình sai. Vì nếu mình thấy mình sai là mình sẽ sửa sai. Chưa hết nữa, nếu mình thấy sai mà không sửa là tại vì mình cố chấp. Tại vì mình có cái ngã, cho nên rốt cuộc rồi, do cái tâm chưa tu, cho nên bao nhiêu khổ đau nó sanh. Mà hãy tu được cái tâm rồi á, thì cái gì nó cũng có thể tốt nó xảy ra. Cho nên cái câu kinh Pháp Cú này có thể nói rằng nó là cội nguồn của sự tu hành. Quý vị thấy á, đừng nói chi gì mình hiểu Phật nha, bình thường nói chuyện với nhau thôi, thôi cái tâm là chính. Không? Rồi mình gặp nhau mình nói mình làm việc gì mình cũng quy nạp về cho cái có cái tâm là cội. Thí dụ như mình cho ai gì đó, nói tôi xin lỗi anh, tôi chỉ có vậy thôi. Thôi được rồi, anh có lòng là được rồi. Có lòng là có tâm gì nữa. Như vậy thì rõ ràng trong cuộc sống chúng ta cũng nói với nhau rằng không có cái gì quan trọng bằng cái tâm, không có cái gì quan trọng bằng cái lòng. Nhưng mình không có tu tâm, không có sửa lòng thì làm sao có cái gì để mà ứng. Thành thử ra khi đụng chuyện á, cái lòng nó mất tiêu. Cho nên nhiều khi người ta giận quá, ta nói cái tâm anh để đâu rồi, chó cắn rồi hả? Tại vì sao? Tại vì chúng ta nói cái đó nhưng mà khi đụng chuyện thì cái tâm nó không còn, mà ngược lại thì cái tâm xấu nó sinh. Cho nên đó thưa đại chúng, cái tội của chúng ta, cái nghiệp của chúng ta đó, nó khởi nguồn từ ba chỗ: thân, miệng, ý. Cái ý là cái chính đó, tại vì cái ý nó điều khiển cái thân, cái ý nó điều khiển cái lời nói. Cho nên hễ mà cái ý xấu đó, là nó phải phát ra lời nói xấu. Cái ý mà tốt nó phát ra lời nói tốt, mà ý xấu nó hành động xấu, nó đưa ra cái việc làm xấu. Còn nếu ý tốt thì nó sẽ làm tốt. Cho nên tại sao chúng ta tụng kinh? Ví dụ hồi nãy mình tụng cái bài sám nguyện đó: đệ tử biết trong tâm thức bao nhiêu hạt tốt lấp vùi, hạt giống thương yêu hiểu biết và bao hạt giống an vui. Nhưng vì không biết tưới tẩm, hạt lành không mọc tốt tươi, cứ để khổ đau tràn lấp, làm cho đen tối cuộc đời. Quen lối bỏ hình bắt bóng, đuổi theo hạnh phúc xa vời, tâm cứ bận về quá khứ hoặc lo rong ruổi tương lai, quanh quẩn trong vòng buồn giận, xem thường bảo vật trong tay, giày đạp lên trên hạnh phúc, tháng năm sầu khổ miệt mài. Sở dĩ chúng ta tháng năm sầu khổ miệt mài là vì chúng ta chưa trở về được với cái tâm mình. Mà tu theo đạo Phật là gì? Là sự trở về với bản thân, với tâm của mình. Ví dụ như người ta nói xấu mình, khoan giận, quay lại coi coi mình có xấu đúng người ta nói không. Trời ơi, mình sống dở hen, xấu mà để cho người ta thấy luôn là biết rồi đó. Rồi thôi sửa cái đó. Còn nếu mình quay trở lại mình nói mình không xấu giống người ta nói, thì tại sao phải buồn? Rốt cuộc ta nói vậy cái quay trở lại. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ, ta nhìn mình cái người ta cười cười, lát đi tới góc kia cái người ta nhìn ta cười cười, cái mình nói chà, không biết cái mặt tôi có gì không mà sao ai thấy tôi cũng mỉm mỉm cười cười ha. Lập tức chạy vô trong cái chỗ nào có cái kiến soi liền. Như vậy rõ ràng chúng ta lúc nào cũng muốn soi cái diện mạo của mình. Mà soi diện mạo nghĩa là soi tâm, soi lòng. Mình không thấy được mình thì mình cần có cái gì đó để giúp mình thấy. Thì những lời kinh chính là những cái gương để chúng ta soi lại mình. Coi chúng ta có sống cái kiểu đó không? Chúng ta có sống theo cái kiểu là có ngày không nói với nhau không? Cũng không muốn nhìn thấy mặt không? Gây nên nội kết dài lâu không? Có.
Vì vậy mà có như vậy á, mà lúc nào gặp nhau cũng nói tôi muốn hạnh phúc. Cho nên con người chúng ta cái gì cũng muốn mà không bao giờ làm. Nói trời ơi tôi muốn tu mà không chịu tu. Rồi kêu ăn chay đi, thôi không dám hứa đâu, hứa ăn không tội, không ăn tội. Thôi quy y đi, thôi tôi chưa quy rồi còn sân si có quy y gì. Thôi tuần tới đi chùa nghe, thôi không dám hứa đâu, đi được đi không, không hứa tội. Trời ơi mình làm giống như là Phật là rảnh rỗi lắm vậy đó. Cứ ngồi coi đứa nào đi chùa, đứa nào hứa đi, đi phù hộ nó, không đi phạt nó. Thí dụ mình nói tuần sau con đi chùa, mà tuần sau bận không đi, không có tội. Tại vì mình thật sự mình bận mà, mình có việc. Chứ đừng có nghĩ rằng mình hứa mà mình không đi tội. Cái Phật giáo nó không phải như vậy. Cái quan trọng là cái chuyện bận đó thật bận không, hay là anh giả bộ anh diễn cớ để anh khỏi đi. Anh phải hỏi cái tâm anh lúc anh ra lời câu đó. Thành ra rốt cuộc rồi á, quy y là gì? Là trở về. Quy y là trở về chứ có gì đâu. Nhưng mà mình chưa trở về được với cái sự giác ngộ của mình, cho nên gọi là quy y Phật. Bây giờ mình chưa trở về được với cái sự giác ngộ đó, cho nên mình cần quy y Phật. Mình chưa trở về được với con đường an vui đó, cho nên mình cần quy y Pháp. Mình chưa trở về được với cái sự thanh tịnh an vui hòa hợp, cho nên mình quy y Tăng. Thật ra chúng ta có Phật, có Pháp, có Tăng trong lòng hết rồi, nhưng mà chưa có phát sáng lên. Nhân cái lễ quy y đó, từ lúc chúng ta quy y Tam Bảo rồi thì chúng ta nhận ra rằng trong ta có ba cái yếu tố Phật, Pháp, Tăng. Biết Tam Bảo của tự tâm, nguyện xin chuyên cần làm sáng lòng ba viên ngọc quý. Khi nào mình nghe người ta khổ mà mình thương được người ta, mình biết tâm từ bi mình có. Rồi mình thấy người ta khổ mà người ta cần giúp, mình suy nghĩ coi mình có thể giúp được gì không, là mình biết rằng cái tâm làm lành bố thí mình có. Mình có lành mà, nhưng mà tại chưa có cái phương tiện, chưa cái duyên nào để cho cái tâm lành mình nó khởi. Cho nên thưa đại chúng, 10 cảnh giới trước hết là cảnh Phật, Bồ Tát, Thanh Văn, Duyên Giác, 4 cái này gọi là thánh. Rồi bây giờ xuống phàm nha. Trời, A-tu-la, người, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, gọi là chung là 10 cõi. 4 cõi trên gọi là tứ thánh, 6 cái dưới gọi là lục phàm. 6 cõi này, chúng ta đang ở cõi thứ mấy? 4 thánh là không có mình rồi đó. Mình đâu có tên rồi đó. Trời, A-tu-la, người, trong lục phàm mình đứng hàng thứ 3, mình là người. Nhưng mà chính vì mình đứng hàng thứ 3 không sung sướng như trời, không khổ đau như địa ngục ngạ quỷ, cho nên mình dễ tu. Vì con người của mình có khổ có vui. Vì có khổ có vui cho nên ý thức giác ngộ cao hơn. Ví dụ cảnh vui thì không bao giờ thấy khổ, cho nên không tu. Còn cảnh khổ thì không bao giờ có vui, để biết rằng có cái đối tượng của khổ là vui, cho nên phát tâm hướng bỏ khổ hướng vui. Còn cõi mình là có nha. Mình đã thấy có bệnh nè, có già nè, có sống có chết nè. Mình thấy những cái cảnh đó đó, cho nên mình có cái cơ hội ngán ngẩm lo tu. Cho nên khi nào mà bệnh đó, cũng đừng có khổ. Có bệnh để có biết thân này là giả. Còn lúc trước không có bệnh, nghĩ nó thiệt không à. Cho nên quẹt một chút cái là cũng phiền não. Bây giờ thân này là giả, cho nên lời nói đâu có thiệt, tha thứ được. Mình đã từng chứng kiến ha, tiền rừng bạc biển, lường gạt đủ kiểu hết, rốt cuộc nhiêu cũng cái hũ thôi. Mà thậm chí có lúc mà nghèo nữa đó, hũ cũng không có tiền để mua nó, xin cái hũ trong nhà quan đó. Có những người người ta giàu ở biệt thự đó, mà tới chết là quấn chiếu đó. Có những người con cháu đầy đàn vậy đó, mà tới hồi chết là không có ai. Tại vì sao? Tại vì phước nghiệp của mỗi người nó khác. Cho nên chúng ta thấy được cái đó, cho nên cái gì chúng ta xả được chúng ta xả, cái gì chúng ta làm được chúng ta làm. Tại vì sao?
còn có thì hãy cứ cho, phải không? Khi nào chúng ta có được cái gì cho nhau đó, chúng ta nên cho. Tại vì sao? Vì chúng ta luôn luôn nhớ rằng lỡ mai này không có để cho nhau. Có nhiều khi người ta chỉ cần mình cho người ta một nụ cười thôi, mình không cho được, mà ngày mai mình đi mất tiêu rồi, có muốn nữa thì cũng không được. Cho nên cho được ai cái gì mình cho, lỡ mai mốt mình không có cơ hội để cho. Bây giờ quý vị cứ thấy á, chúng ta là những người qua đây hai tay trắng, rồi cống xương sống, cống xương sườn, dắt chài ra nước. Ôi cha, mình đủ kiểu để diễn tả cái khổ của mình, phải không? Đổ mồ hôi trán, dán mồ hôi đầu gì đó, đủ kiểu hết. Chỉ để muốn nói một chuyện thôi, để tích lũy có của. Nhưng mà rồi á, cái đó là làm ăn chân chánh, Phật không có cấm. Phật dạy chúng ta là một trong những hạnh phúc của một người cư sĩ tại gia là biết làm ăn chân chánh, không lường gạt của người khác. Đức Phật nói với ông Xá Lợi Phất, ông Cấp Cô Độc á, người cư sĩ tại gia có 5 điều hạnh phúc. Một là biết làm tiền này từ do đồng mồ hôi cực khổ của mình mà không dùng mưu mô lường gạt để của người khác mà lấy. Nhiều khi mình lường gạt của người ta để mình có tiền mình xài, mà mình biết rằng tiền này không phải của mình. Cái đấy, cái xài đó mình xài không thoải mái. Nhưng nhiều khi mình ngủ mình nằm, trời ơi, không biết nó có trả thù tôi không. Còn cái gì của mình là mình khỏe hơn, phải không? Đó là một hạnh phúc, phải không? Hạnh phúc thứ hai là gì? Khi có tiền của, chúng ta biết chia sẻ cho người khác trong khả năng của mình. Tại vì sao? Đó là một niềm vui trong cuộc sống, sống mà có chia sẻ. Pháp Hòa ví dụ như á, mình mở tiệm mà không ai ghé ăn hết trơn, buồn không? Buồn. Cũng thế, người mình không ai thèm tới nói chuyện nhờ vả gì hết trơn, buồn lắm. Cho nên ai mà tới nhờ vả mình á, biết mình còn hữu dụng, chưa đến nỗi vô dụng. Và cuối cùng á, trong năm cái đó Đức Phật có dạy Ngài Cấp Cô Độc, nếu mà quán chiếu trở lại thấy rằng chúng ta không có tội lỗi. Thứ nhất là trong cuộc sống này, dĩ nhiên là cái mà tội lỗi mà vô tình là không nói nha. Còn cái tội lỗi mà của sự cố ý chúng ta không có. Ví dụ như chúng ta cố tình hại người kia, không có. Tại vì cái gì cố tình nghĩa là chúng ta có tâm, có để tâm mình vào trong cái việc đó. Và chúng ta nhớ. Có nhiều khi Pháp Hòa bị giận. Bị giận là sao? Là tại vì trong buổi pháp thoại nói vậy nè, là nói chung không có nhằm chủ đích nói ai hết. Cái xuống cái vị kia nó giận, nó bữa nay thầy đem tôi ra thầy xử. Thầy xử giữa công chúng. Nhưng mà thật sự cái tâm Pháp Hòa không có. Cái tâm Pháp Hòa không có, cho nên thầy nhớ không? Bữa đó thầy nói thiệt tình, tại vì nếu mình cố tình mình nói cái người đó là mình sẽ nhớ. Tại vì mình bữa đó là mình nhớ là bữa đó có cái người đó đó nè. Cho nên mình cố tình mình nói câu đó cho người đó, hay là mình, thì do mình có cố tâm ở trong đó, cho nên khi người ta nhắc lại là mình nhớ liền. Còn khi mình vô tâm, mình không có cái ý đó, mà người ta hiểu lầm cái ý mình, thì đó là cho người ta hiểu lầm, chứ còn lòng mình không có khổ. Chỉ có một cái là mình hơi khó chịu, có lẽ mình hơi còn vụng dại, mình nói sao để người ta hiểu lầm. Chứ còn thiệt tâm là đôi khi mình không cố ý. Ở đây trong cuộc sống mà nói, cái gì mình làm mà mình có cố tình đó, là mình sẽ nhớ. Chứ làm sao trong cuộc sống chúng ta không có lỗi, nhưng mà chúng ta không có tội thôi. Không có tội là chứ những cái gì mà chúng ta làm bằng cố tâm. Còn cái lỗi là nhất định sẽ có. Lỗi là do vô tình, tội là do cố ý. Cái gì chúng ta cố ý làm gọi là tội, chúng ta vô tình phạm gọi là lỗi. Ví dụ như mình đi, mình đụng cái bàn làm bể bình bông của người ta, xin lỗi, tại mình sơ ý, chứ đâu có phải mình cố tình đâu. Nhưng mà nếu mình cố tình mình đi mình đá một cái cho nó bể chơi đó, mặc dù miệng mình xin lỗi nhưng mà thật sự đã thành tội, vì trong đó có sự cố ý. Cho nên trong cuộc sống này, bài kinh hôm nay Pháp Hòa giới thiệu với đại chúng, đây là phẩm song yếu, và câu đầu là nói về tâm. Tâm làm chủ tạo tác, tâm dẫn đầu các việc, chữ tâm làm chủ các pháp, chữ pháp đây là mọi việc, mọi sự.
Tâm làm chủ các pháp, tâm làm, tâm là tạo tác tất cả. Nếu chúng ta nói hay hành động với tâm tư ô nhiễm thì khổ đau sẽ đi theo mình, giống như con bò mà nó kéo chiếc xe lăn cái bánh thì khổ nó đi theo. Nhưng mà ngược lại, tâm làm chủ tạo tác, tâm làm chủ các pháp, nếu nói hay hành động với tâm tư thanh tịnh, hạnh phúc sẽ theo mình như bóng không rời hình. Hình mà ngay thì bóng sẽ thẳng, hình mà đi nghiêng thì bóng nó sẽ méo. Cứ nhớ vậy mà tự nhắc chúng ta một cái đạo lý nhân quả. Hình trực là ảnh đoan, đi thẳng là bóng thẳng, đi xéo là bóng nghiêng. Cũng như thế, hôm rồi Pháp Hòa có coi một cái clip, có một cái bà đó đó, bà mẹ bà đói bụng, bà đang ngồi ăn cơm với đứa con. Thì cái bà mẹ mới đi xuống đói bụng, nói mẹ ơi, con ơi, mẹ muốn ăn cơm. Người con mới hé mít một cái, nó ăn gì ăn hoài, mới lấy cái chén cơm bới cho bà già mà không cho ngồi ăn chung, mới đuổi bà già ra một góc mà ngồi mà ăn, chứ không được ngồi ăn chung, giống bà bực á. Thì cái đứa con gái nó ngồi đó luôn, nó thấy cái hành động của má nó như vậy thì cũng là một cái tự nhiên thôi. Nó đứng dậy, nó cũng lấy cái tô, nó bới một cái chén cơm, nó xí vô mặt nó, nó lỡ đằng kia ngồi ăn. Thì tự nhiên cái bà má này bà giật mình, bà thấy được cái nhân quả. Bà mới vừa ứng xử với má bà như vậy thôi thì đứa con nó liền ứng xử như vậy liền. Thì lập tức bà quỳ xuống, bà quỳ xuống, bà lạy má bà, bà xin lỗi. Một cái đoạn nó ngắn như vậy thôi, nhưng mà nó để cho chúng ta thấy rằng nếu chúng ta nói năng hay hành động với tâm tư nhiễm ô thì cái khổ nó đi theo mình cũng giống như như thế. Còn nếu chúng ta nói hay hành động với tâm tư thanh tịnh thì hạnh phúc sẽ theo mình như bóng không rời hình. Mình đứng thẳng thì bóng nó sẽ ngay, mình đứng méo thì cái bóng nó sẽ méo. Cho nên giọt nước trước làm sao, giọt nước sau nó sẽ là như vậy. Dĩ nhiên trên đời có những cái nhân quả nó trùng trùng mình không thấy được đâu, nhưng với cái căn bản, căn bản, cái căn bản nhân quả chúng ta tin, chúng ta làm lành được lành. Có thể không bây giờ, ở tương lai, nhưng mà chắc chắn cái điều mà nó đối lầm với mình là phải có, chứ không thể nào ngược lại. Còn đời này mà nếu chúng ta làm lành mà không hưởng lành, không phải là cái nhân chúng ta đang hưởng, không phải là cái nhân chúng ta vừa tạo, chính là cái quả, nó là cái quả của cái nhân xưa kia. Ví dụ như tự nhiên bây giờ cái mùa dịch này, cái được thất nghiệp, cái được lãnh 2000. Pháp Hòa nói ví dụ vậy đó. Trời ơi, chính phủ tốt, đúng, chính phủ tốt, nhưng mà cũng có cái nhân mình trong đó, là mình đi làm có đóng thuế. Có cái nhân của mình trong đó là mình đi làm mình có đóng thuế, cho nên giờ quả mình hưởng nè. Quả mình hưởng là khi mình thất nghiệp là chính phủ có tài trợ cho mình. Hỏi quý thầy có được tiền không? Quý thầy có gieo nhân đâu được quả. Có đi làm đâu mà đóng thuế, phải không? Mà không có đi làm không đóng thuế thì chính phủ có cho đồng nào đâu. Cho nên bây giờ mình hưởng một cái quả tự nhiên, dịch Covid cái được lãnh check 2000. Đừng nghĩ ôi sướng quá, thật sự mình thấy cái quả thôi. Nhưng mà cái nhân này mình đã tạo từ khi mình đặt chân đến Canada. Mình đi làm mình có đóng thuế, phải không? Thành thử ra, nhưng mà chúng ta may mắn, chúng ta ở những quốc độ mà lương bổng, thuế má công bằng. Nếu chúng ta không đủ may mắn, chúng ta ở những quốc độ mà có đóng mà không có ra. Cho nên á, cái phước của mình là sanh được ở một cái quốc độ gọi là sanh phùng Trung Quốc đó. Trung Quốc không phải là China nha. Chữ Trung Quốc này nghĩa là ở quốc độ trung bình, phải không? Ở một cái quốc, chữ cái quốc độ là ở khoảng giữa, là có đầy đủ sung túc đây. Giống như mình ở đây là một hình thức của Trung Quốc. Trưởng ngộ minh sư, gặp được các bậc thầy tốt. Đó là cái phước của mình. Cho nên thưa đại chúng, ở đời nó có hai thứ. Một là phước, hai là tội.
Thì nếu mà chúng ta đủ tuệ giác thì chúng ta tạo phước nhiều hơn tạo tội. Hay nói cách khác đi, nói cách khác nha, ăn cái gì mà do tự mình làm ra, mồ hôi nước mắt cực khổ mình làm ra, khỏe hơn là mình ăn phải lường gạt của người khác. Nói đơn giản vậy thôi. Chứ còn mình nói, ví dụ mình về Pháp Hòa đem một cái ví dụ vậy cho đại chúng nhớ thôi. Chứ còn ở đây Pháp Hòa muốn nói giữa tội với phước. Phước là gì? Là khi chúng ta biết nhận định cái gì sai quấy là phước. Cho nên hồi xưa các vị mà nhận đệ tử nhỏ vô tu á, nó có một cái nguyên tắc đơn giản để nhận. Đứa nhỏ nào mà nó có thể phân biệt sạch dơ, nhận đứa nào đó. Nó là nó đủ tuổi để vô chùa tu. Ví dụ như nó 5 tuổi, nó chưa đủ cái nhận thức sạch dơ. Nhưng mà khi nó lên 7 tuổi, nó biết cái gì dơ sạch rồi, nó đủ tuổi để nhận rồi đó. Tại sao? Nó biết cái gì dơ sạch nghĩa là nó bắt đầu đủ cái độ tuổi phân biệt xấu tốt, thiện ác. Ở đây muốn nói cái ví dụ đó. Cho nên nhiều khi mình sống, Pháp Hòa hay nói đùa với các thầy trẻ, mấy em nhỏ đó, tụi con chỉ đừng có lớn cái xác mà không lớn cái tâm. Có nhiều đứa nó bự thù lù mà cái đầu nó nhỏ tí à. Để mình giỡn chơi vậy thôi. Nó là lớn cái thân mà cũng phải lớn luôn cái lòng. Mà cái lòng mà lớn ở trong một con người nhỏ bé đó, cái đó gọi là đại nhân, là trượng phu. Trượng phu không phải là vai to, nhiều muscle, phải không? Trượng phu là một người có tâm rộng rãi. Mà nó cái phước của mình á, cái tướng đẹp của mình gọi là phước tướng. Mình sống như thế nào để mình có được cái phước tướng nữa. Cho nên có nhiều người mình nhìn mình nói trời, nhìn anh phúc hậu quá, nhìn chị đẹp phúc hậu hiền lành, nó từ cái tâm mà ra hết. Thế thì đạo Phật chúng ta dạy cho mình tu gì? Tu tâm. Mà muốn được tu tâm như vậy là một phải quá trình chứ không phải đơn giản. Thôi thì Pháp Hòa buổi nói chuyện đầu hôm nay mình bắt đầu một kinh Pháp Cú ha, bằng một cái bài kệ trong này, rồi tuần sau cái mình học câu kệ. Vị nào thích thì lát xuống nhà thỉnh mỗi gia đình nguyện. Trong này tiếng Anh tiếng Việt đối chiếu hay lắm. Pháp Hòa nghĩ là Phật tử Việt Nam mỗi nhà nên có một quyển, rồi quý vị học thuộc lòng đi lên đi trả bài, ai thuộc 20 bài bắt đầu có thưởng. Pháp Hòa tin chắc là quý vị phải thuộc một số này, vì nó sẽ giúp cho mình rất nhiều trong cuộc sống. Thì xin cảm ơn đại chúng, chúng ta kết thúc ở đây. Thưa đại chúng, bây giờ chúng ta sẽ qua cái phần cúng linh đó. Thì những vị nào có người thân cúng hôm nay thì xin cử một người đại diện quỳ bên trên, các vị khác vì rải rải phía sau. Rồi các Phật tử chỉ đi chùa lễ Phật thì sau khi mà tụng kinh xong thì quý vị cũng có thể thăm chùa rồi ra về, bởi vì chúng ta chưa được phép ăn cơm. Khi nào có thì qua sẽ thông báo cho đại chúng. Mong sẽ được gặp lại đại chúng vào Chủ nhật tuần sau. A Di Đà Phật.